Xin chào tất cả các quý vị nha, các thủy thủ nha. Hôm nay mình đi câu cá nha, tất cả các thủy thủ. Thì mình đi qua Mỹ Hòa Hưng, mình quay nhà mình ở Bình Khánh. Mình sẽ quay cho quý vị xem khi nào mà tới điểm nha quý vị. Tại vì từ đây, từ nhà mình lên điểm cũng không xa, khoảng 10 phút. Thì khi nào mà có tới điểm thì mình sẽ lưu tất cả các hình ảnh ở Mỹ Hòa Hưng cho quý vị xem nha. Vì hãy chờ mình tới điểm câu rồi các bạn ơi. Đây là điểm câu ở Mỹ Hòa Hưng nha quý vị. Nay đi với cần thủ nữ nè. Để mình vừa đi vừa quay cho các bạn xem. Đây. Đây là bè của anh Thuyền nha quý vị. Đi sát nó trời, có gì chụp nó. Nước đang lớn quá em quý vị ạ. Nước đang lớn quá em quý vị ạ. Đứng lại đi con. Đoạn đường đi xuống này nè quý vị, gặp gần khó đi quá vậy. Trời ơi đi. Còn cảnh Mỹ Hòa Hưng buổi sáng nữa quý vị. Ôi, gặp gần khó đi. Đây là chủ bè cho cá ăn nè. Mồi đang xây. Mồi đang xây ồn quá quý vị ơi. Mình sẽ review cho tất cả các bạn xem đây. Mình sẽ tạm dừng nha quý vị. Tạm dừng một tí để nó hết ồn rồi quanh kia quay quý vị coi nha. Bè đang cho cá ăn quý vị. Đây các bạn. Các bác thấy và ở đồng bằng sông Cửu Long. Bên kia là bến đò kìa, các thủy thủ nhìn thấy là biết rồi đó. Thủ nào có đi bắt con mà biết nha. Cho cá ăn. Đây có đường thủ nhí rồi. Mình ra làm, mình sẽ ra cần cái gì chút xíu nữa thì nếu có dính thì mình sẽ quay cho quý vị xem. Cảm ơn mọi người. Wow. Thank you.
nhấn tạm dừng là nhấn ở đây. Giá lưới gì? Hàng chi nãy giờ tôi thấy, tôi thấy giờ nó dính hoài, dính lưới hoài. Lưới xác. Xác mà không có. Ồ. Trời ơi, cá xác quá ngon. Cá linh hết hồn cá linh. Quá dữ. Cá khổng lồ gì. Sáng giờ được nhiều chưa? Mấy ký chưa ông thầy? Được mấy ký chưa? Con tôm. Gần gần lại xíu nữa. Coi chừng nó kẹp. Kẹp hả? Kẹp hả? Rồi. Ôi mẹ này quá thế mẹ nha. Xuống cần thôi nha quý vị. Lại mình xuống đây một cây. Mình xuống ở đây một cây. Máy này nó hơi xa. Ôi, gì ai cần thú. Một cần thú dí cái câu dính cho cái gì. Dữ dàng, dữ dàng. Đây là anh thầy chú què nè quý vị.
quá dữ, quá dữ, một thằng thủ nhí. Đây. Dữ dằn luôn hả? Còn là cần thủ không, biết không quý vị? Còn, ở đây nó hơi ồn quý vị ha. Đây xuống nhầm cái lúc người ta cho cá ăn đó. Đây là một những cần thủ. Cần thủ này câu tôm nha quý vị. Còn cho ăn. Cá ăn cái gì à? Cá ăn cái gì à? Cá gì để? Cá gì để? Cá gì để ăn cái gì? Thôi thôi để, để. Không có gì, bữa nay chiều rồi gì ơi. Thôi mình kết thúc buổi câu mình đi về. Thành quả mình câu đương nhiên nè. Đây, cần thủ của tôm. Trời ơi, có mấy con nữa gì bể đầu rồi. Rồi, mình xin kết thúc nha. Tại mình trên cà bắt nhạc quá trời lớn.